Chào mọi người nhá. Mình vừa có hai đơn hàng về này. Giờ mình sẽ khui ra. Đây là máy PS4, đơn này lên PS4. Rồi về xong. Đây. Slim này, con này bản là limited. Đẹp chưa? Dragon Quay và Limit nhá. Tem voi vẫn còn nguyên. Rất đẹp. Ôi, một con. Bản này cũng là limited này. Five Fantasy 15. Hàng limit nha. Này về mấy hàng limit ngon quá. Tem voi vẫn còn nguyên này. Rất đẹp. Này Pro cũng khá đẹp, em voi vẫn còn nguyên. Này màu đen thôi, không phải là limit. Con Slim nữa, con này là con bình thường. Này bản thường. Máy em toàn nguyên tem hết nhá. Tem máy nào mà tem rách là em không nhập đâu. Một con Slim nữa. Cái này cũng bản thường.
mấy con này thì thấy bảo là không quay hack được. Hai con Slim đen này là không quay hack được và con Pro cũng hack được. Đấy, bác nào có nhu cầu máy hack thì cứ inbox em nhá. Comment phía dưới video ấy, hoặc là inbox Zalo, Facebook trong phần mô tả video của em. Đây, con này Slim hack. Em voi vẫn còn nguyên. Đây, thùng này có 5 con. Đây, con Limit cực. Rất đẹp luôn. Con này con PS3. Đây, PS3 Slim khá đẹp. Đời 25 luôn nhá. Đời 25 hack full. Máy đẹp. Tem voi vẫn còn nguyên. Chưa, con này chưa bung đâu. Tay này. Đây, một tay. Dây. Đây còn mấy con cũng limited luôn nhé. Slim này, màu xanh. Đó, màu xanh đẹp luôn. Nguyên tem. Đời 21. Con Slim nữa, con này màu trắng. Con này hack được sao? Slim màu trắng. Nguyên tem. Con này đời bao nhiêu đây? 20. Bản này bản hack được nhá, hack dễ. Bản này hack firmware 6 chấm. Thêm một con màu xanh nữa này, limit. Rồi, toàn hàng limit rồi. Đấy, màu xanh đẹp. Nguyên tem. Đời con này 21. Rồi, tay. Tay limit này. Tay này không limit. Đấy, hàng lần này em về có mấy con này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con.
hai con này là hack này, con này cũng hack này, con trắng này cũng hack này, con que cũ nhá, bật hack rất dễ này. Đấy, và bốn con limited bản màu rất đẹp. Đây, bác nào vừa mua chơi vừa sưu tầm trưng bày. Đấy, có một con PS3 đời 25 rất đẹp luôn, máy nguyên tem. Rồi, bác nào có nhu cầu thì cứ comment phía dưới video giúp em nhé, em sẽ inbox giá cho, giá rổ chi tiết. Hoặc là inbox vào Zalo, Facebook ở trong phần mô tả video của em ấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ nhé.